Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn muốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Dậu tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày Kỷ Dậu, tức can sinh chi, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại dịch thổ kỷ tuổi quý mão ất mão, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi kỷ hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dậu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ, thành kim cục xung với mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Mão, Ất Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về sao tốt trong ngày gồm có sao Âm Đức, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo. Sao Vạn Vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Sao Cửu Không, kỵ về xuất hành. Sao Huyền Vũ, kỵ về an táng. Sao Tội Chỉ, xấu đối với tế tự, tố tụng. Sao Nguyệt Kín, chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ. Sao Phủ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt, ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Vạn Vong, cũng là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Bắc, tài thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý cần phải cẩn trọng hơn, vì không có gì chắc chắn đến với bạn trong ngày hôm nay cả. Mọi thứ mới mẻ đều không được chào đón với bạn. Bạn tuổi Tý cần phải tập trung vào những giá trị quen thuộc và hoàn thành tốt những công việc mà bạn được giao phó thì tốt hơn nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn đang tự làm cho mình bị thương, và dường như bạn đang bám víu quá chặt vào một điều gì đó trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, bạn cần phải học cách buông tay và để cho mọi việc diễn ra như cách vốn có của nó, nếu như bạn muốn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn của mình. Tuy nhiên, ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ hỗ trợ cho bạn cải thiện được về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân, nhờ đó mà bạn đủ tinh thần để đối mặt với những khó khăn xảy ra trong ngày. Với bạn, cũng đừng vì thế mà phá sức của mình quá, bạn hãy dành cho bản thân mình chút thời gian cho việc nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nữa nhé.
Vài câu quiz cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, càng mong đợi bạn lại càng khó đạt được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mọi việc diễn ra khó khăn hơn cả bạn nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cá tính quá khiến cho bạn nhận về sự thiệt thòi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, hãy tập cho mình quên đi hết những khó khăn trong quá khứ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, một số người không thực sự đáng tin như bạn nghĩ. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 57, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tìm ra được bí quyết giữ gìn hạnh phúc riêng cho mình, tránh tâm lý so sánh cuộc sống của mình với bất cứ ai khác. Với bạn tuổi Sửu, bạn biết vị thế của mình nằm ở đâu và không có một nguyên tắc cụ thể nào để áp dụng cho từng trường hợp nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn đang có được báo hiệu, sẽ có một lời ngỏ ý để hấp dẫn dành cho bạn, làm cho bạn có được sự ngạc nhiên sẽ đến với bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, bạn sẽ nhận được một lời đề nghị thú vị. Tuy nhiên, có đồng ý hay là không còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn nữa. Với bạn tuổi Sửu, bạn là người xứng đáng được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ và nhân khi mọi thứ đang diễn ra theo như ý muốn, kế hoạch, bạn hãy tận dụng cơ hội đang có để thử thách bản thân mình hơn bằng những nhiệm vụ mới, đòi hỏi yêu cầu cao hơn xem sao bạn tuổi Sửu nhé. Đây cũng là cách để cho bạn có thể nâng cấp bản thân mình hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hãy thiết lập ra những giới hạn cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm nồng ấm là chỗ dựa về tinh thần vững chắc cho bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, các cặp đôi ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình cảm có những chuyển biến quan trọng. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày gặp khá nhiều điều kiện thuận lợi, nhất là đối với những ai đang cố gắng để có được tiếng tăm danh vọng như mục tiêu mà mình đã đặt ra. Các thử thách liên tục được đặt ra nhưng với bạn tuổi Dần không vì thế mà chùn bước. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, bạn sẽ có được những vận may đến với mình, với bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được con đường phù hợp. Thời điểm này, không có gì có thể ngăn cản bước tiến của bạn mệnh trên con đường công danh, sự nghiệp được. Và bạn tuổi Dần, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để phát triển những phương hướng mới cho bản thân mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn đang đau đầu để giải quyết những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm hiện tại, nhất là khi mà sự nghi ngờ, hiểm nghi lấp đầy trái tim khiến cho cả hai chẳng còn đủ sáng suốt để nhìn nhận vấn đề nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, vận trình gặp nhiều thuận lợi, dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, thử thách đặt ra liên tục nhưng không chùn bước trước những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng tìm ra con đường phù hợp với bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên dành nhiều thời gian để phát triển những phương hướng mới. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tình cảm trục trặc do những nghi ngờ, hiềm khích.
Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo trong ngày hôm nay với phản ứng nổi giận của một ai đó sẽ làm cho bạn không hài lòng cho lắm. Với bạn tuổi Mão, bạn hiểu rằng chẳng có gì tệ hơn vì việc bắt ai đó làm việc mà họ không thích. Có thể bạn muốn đi shopping, đi xem phim, nhưng họ lại thích bạn đá bóng, câu cá thì sao nữa nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ khuyến khích bạn nhìn nhận những ý tưởng mới, học hỏi từ những khía cạnh khác của mọi người chia sẻ. Bạn đừng có bảo vệ cái tôi của mình và trở nên ích kỷ với họ như cách mà bạn vẫn làm như trước đây. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy với những thao thức của bạn trong ngày hôm nay có thể liên quan tới chuyện tiền bạc. Với bạn đừng có để cho sự thất vọng làm lu mờ ý chí, mà bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra cách đối phó phù hợp với tình trạng hiện tại mà bạn đang gặp phải nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, khi thuận lợi đừng quên công sức của những người giúp đỡ cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu đi sự quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đừng lôi những chuyện cũ ra để phàn nàn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 81, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn sẽ có được cơ hội hòa giải những nỗi bất hòa trước đây, và bạn nên chủ động và thể hiện mong muốn thay đổi trong thời gian tới với đối phương thì dễ được bao dung hơn. Bạn cũng nên nhớ rằng mình xuống nước không có gì là xấu cả, mà còn giữ gìn được mối quan hệ hiện tại mà mình đang có nữa. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này sẽ khiến cho bạn hay suy nghĩ tiêu cực với một tình huống vốn có nào đó. Và trong các cuộc trao đổi, thảo luận, đặc biệt là đối với những người mà bạn đang có sự bất đồng, bạn cần phải luôn luôn đặt tinh thần tôn trọng, hợp tác, học hỏi lên trên. Bạn sẽ thấy những gì mình có được thực sự là giá trị. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, sức mạnh về trí tuệ của bạn xứng đáng được tôn trọng. Dường như những thất bại của bạn đã trải qua trong thời gian vừa rồi không phải là dấu hiệu cho thấy bạn không có năng lực thực sự, đơn giản là bạn chưa tìm được thời điểm, không gian thích hợp cho mình mà thôi. Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, đây là thời gian để cho bạn quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đừng có tự xem mình là nhất vào lúc này. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên đơn giản hóa mọi việc để tiết kiệm về thời gian và công sức. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ gặp phải những chuyện bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tìm được tiếng nói chung với một người nào đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022.
Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất tốt đẹp. Người ấy tạo cho bạn có được cảm giác thoải mái để cho bạn có thể chủ động đưa ra những quan điểm cá nhân chứ không còn im lặng và chịu đựng như trước nữa. Sự việc đã được giải quyết một cách dễ dàng và giúp cho hai người xích lại gần nhau hơn khi cùng đồng thuận và hiểu vấn đề đang diễn ra nữa. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn đang cảm thấy nghi ngờ những người xung quanh, cho tới nghi ngờ cả chính khả năng của bản thân mình. Và hôm nay không hề phù hợp cho các quyết định vì có thể thấy lý trí của bạn không thực sự được sáng suốt cho lắm nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn cần phải cẩn trọng hơn với cái khoản tiền mà mình đang có. Hôm nay, bạn có xu hướng quyết định sai lầm và nếu như thận trọng hơn, bạn hãy nhờ ai đó kiểm tra giúp cho bạn trước khi chuyển khoản trong ngày hôm nay. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, càng biết đứng vào vị trí của người khác, bạn càng có được sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cần chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, ôm đồm nhiều công việc, không nên tham lam. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tránh bàn tán chuyện không liên quan tới mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, không nên vội vàng, bằng lòng với thực tại. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày cuộn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực do tỵ kim gây ra, khiến cho bạn chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì trong lúc này nữa. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, cái tôi cá nhân quá lớn khiến cho bạn trở nên bảo thủ và cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến của những người khác, cũng không chịu sửa đổi bản thân mình dù bạn mắc phải những sai lầm nhé. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Ngọ là bạn cần phải cẩn trọng hơn vì trong ngày hôm nay đang có điềm báo, tiểu nhân vẫn đang chờ đợi thời cơ để gây khó dễ cho bạn trong công việc, nhất là trong những thời điểm như hiện nay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Cho dù mối quan hệ tình cảm hiện tại của hai bạn không có những mâu thuẫn nhưng cũng không thực sự được mặn mà cho lắm. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn chưa có cơ hội nên duyên, bạn khó tính trong việc lựa chọn đối tượng và hầu như ai trong mắt bạn cũng mất điểm này, điểm kia, đó là lý do duyên chưa tới và bạn tuổi Ngọ cũng đừng có vội vàng quá nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, đầu óc thiếu đi sự tỉnh táo do những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, trở nên bảo thủ và cứng nhắc do cái tôi cá nhân quá lớn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đề phòng họa tiểu nhân rình rập, tìm cách gây khó dễ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm đôi lứa, nhạt nhòa đối với những người đang còn độc thân, nên bớt khó tính đi. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 61, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Mùi sẽ nhanh chóng nhìn thấy được những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà những người xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bạn mệnh tuổi Mùi biết nắm bắt được cơ hội thì việc phát tài chẳng có gì là khó khăn với bạn cả. Điều này cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp của bạn một cách nhanh chóng nữa.
Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn đang có kế hoạch để thúc đẩy việc hợp tác hay là mở rộng về phạm vi, quy mô kinh doanh, thì bạn có thể cân nhắc để tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi khởi đầu. Cát khí lan tràn, cát thần chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn có được những bước khởi đầu thuận lợi và tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn ở phía trước nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn như được chắp thêm đôi cánh, tình yêu thăng hoa, đào hoa nở rộ. Đối với những người đã có đôi có cặp sẽ cảm nhận rõ được tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình. Cả hai cùng chung tay xây đắp hạnh phúc tới ngày chung đôi về chung một nhà nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim có nhiều cơ hội kiếm tiền, khả năng phát tài là rất lớn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, ngày thích hợp để tiến hành việc hợp tác hay là mở rộng về quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, khởi đầu được thuận lợi sẽ sinh ra cát khí, mang tới nhiều điều tốt đẹp cho bạn về sau này. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, con đường tình duyên được suôn sẻ, tình yêu được thăng hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, người có đôi thì tình cảm ngày càng khăng khít, chờ ngày chung đôi về chung một nhà. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng có ngại nói ra những lời từ chối, vì những thứ đã quá mạo hiểm có thể sẽ khiến cho bạn phải trả giá đắt trong ngày hôm nay. Vấn đề không nằm ở bạn mà nằm ở ngoại cảnh, và một số người bạn quá tin tưởng lại thực ra không đáng tin như bạn vẫn nghĩ nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ đưa đến những chỉ dẫn giúp cho bạn cải thiện được về tình hình tài chính hiện tại của mình. Trong khi người khác có vẻ như đang chững lại thì bạn đã tìm ra cách để có thời gian tập trung, thay đổi lối sống, tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn cho mình. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sức khỏe là vấn đề mà bạn không được lơ là trong khoảng thời gian này. Cho dù bạn đã có biện pháp phòng ngừa nhưng cũng đừng có lơ là, chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Luôn tìm cách để tăng cường hệ miễn dịch bằng việc ăn ngon và ngủ đủ giấc bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy nhận được phần thưởng xứng đáng với những đóng góp của mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa có cơ hội phát tài nhờ vào các công việc nghề tay trái. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, tâm sự với nửa kia nếu như gặp phải những khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 56, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày có thể sẽ trở nên khá nóng nảy và hiếu thắng do bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình gây ra. Với bạn tuổi Dậu, bạn ăn nói không kiêng nể, nghĩ gì là nói nấy, cho nên rất dễ đắc tội với người khác. Trong ngày hôm nay sẽ có một vài người còn cảm thấy bạn không tôn trọng họ, cho nên sẽ tìm cách để sủa xin và hạ bệ bạn trước đám đông nữa đó nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, trạng thái về tinh thần của bạn không được ổn định. Điều này còn khiến cho bạn đang có xu hướng phóng đại hóa vấn đề. Quá trình giao tiếp với nửa kia cũng xảy ra nhiều hiểu lầm, hiềm khích, dễ nói những lời tổn thương nhau. Với bạn tuổi Dậu, bạn nên xem lại cách cư xử của mình, bởi chẳng ai có nghĩa vụ phải chịu đựng những cơn thịnh nộ từ bạn khi người ta chẳng có làm gì sai cả.
Bù lại, may mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bà Tuổi Dậu lại đang gặp được ngày của thiên tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay khá là ổn định. Các dòng tiền đang lần lượt đổ về nhờ vào việc thời gian qua bạn đã rất chăm chỉ để kiếm tiền. Hơn ai hết, với bà Tuổi Dậu, bạn là người hiểu rõ rằng tiền bạc kiếm ra không hề dễ dàng chút nào. Vì thế, bạn luôn có kế hoạch trong việc chi tiêu rất khoa học nữa. Vài câu quýt cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy trở nên nóng nảy và hiếu thắng hơn hẳn thường ngày. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa dễ đắc tội với người khác vì nói năng không kiêng nể. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ có xu hướng phóng đại vấn đề khi trạng thái về tinh thần bất ổn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên xem lại cách cư xử, đừng có chút giận lên người khác không liên quan. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, con đường tài lộc được ổn định, dòng tiền đổ về nhờ quá trình nỗ lực trước đó. Về đánh giá của bà Tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 64, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ khuyến khích bạn đối đãi lịch thiệp với mọi người xung quanh mình trong ngày hôm nay. Một nụ cười, một cái nháy mắt cũng đem đến nhiều điều đáng yêu, đáng quý, làm cho tâm hồn của bạn cảm thấy tươi sáng nữa nhé. Có điều mà bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này cần phải chú ý, tham vọng mà thiếu đi lý trí sẽ chia khuất đi chân trời, nhất là trong ngày đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tuất dễ đi sai đường, lệch hướng, bạn hãy lùi lại một bước để nhìn nhận rõ mọi việc và rồi trời sẽ quang, mây lại tạnh, đừng có gây áp lực cho chính bản thân mình bạn tuổi Tuất nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn đã được bình tâm sau những khó khăn, bạn đã chủ động hơn trong việc điều chỉnh lại thái độ với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Và lúc này, với bà tuổi Tuất không còn mất ngủ như trước nữa và thường xuyên có được giấc ngủ sâu, cơ thể cũng được cảm thấy cải thiện hơn nữa rồi. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tham vọng quá làm cho bạn dễ đánh mất tất cả. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, xây dựng được các mối quan hệ xã giao triển vọng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên lập ra kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, khẳng định được uy tín của mình trong chuyện làm ăn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 57, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính quan nhập cục. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trải qua một ngày công việc khá là thuận lợi. Và ngày này với bạn tuổi Hợi sẽ tìm ra được động lực để phấn đấu cho mình. Trong một ngày như thế này, bạn không muốn để hoài phí bất cứ giây phút quý giá nào để theo đuổi mục tiêu mà mình đã đề ra. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội bày ra trước mắt, cơ hội có thể sẽ giúp cho bạn thể hiện được năng lực của bản thân, trao cho bạn những bước đường đi tới tương lai rộng mở hơn và có thể sẽ làm được những điều mà mình mong muốn trong ngày hôm nay nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Điều này sẽ mang tới cho bạn mệnh thêm sự tự tin trong các quyết định liên quan tới chuyện tình cảm. Bạn tin vào người ấy và cũng tin vào tình cảm của hai người dành cho nhau, nhất định đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, thử thách ở phía trước. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này,
Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, công việc diễn ra thuận lợi khi tìm ra được động lực để phấn đấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tận dụng mỗi giây phút quý giá để theo đuổi mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có cơ hội thể hiện được năng lực bước đi trên con đường tương lai rộng mở hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, thêm phần tự tin trong các quyết định liên quan tới chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm đôi lứa được xây dựng từ niềm tin tưởng để vượt qua được khó khăn do bão. Và đánh giá của bạn Thủy Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 80, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.